Hello cô chú anh chị và các bạn, thì hôm nay em có đến đây đến cái chuồng để ghi hình bán giùm cho anh này ba con bò. Ở đây thì nó có ba con bò nha. Bò thì nó vô khung vô mẫu không cô chú anh chị và các bạn ơi. Đó, bò nó khá là đẹp luôn ha. Mình dàn nhìn dàn lông của nó nè. Lông hình của nó. Đó. Chân móng, mặt mày sát tích nghiêm chỉnh. Ở đây thì cái cổ của con này ngay chỗ này thì anh nói là anh chích ngừa, nó anh chích ngừa để lại cái áp xe của chú anh chị các bạn nha. Bò này thì anh nói anh tiêm ngừa đầy đủ hết trơn rồi, lâm mồm lỡ móng tụ trùng. Ủa sao nó thay da lỗ mũi nữa anh? Cái lỗ mũi nó thay cái miếng da. Đó thì ở đây bò thì là bò đẹp nha, mình nhìn thấy dàn cấp mình nè. Ủa bò này là anh cho em hỏi là bò này của anh là nọc chữa gì chưa? Ba con bò này nè, hai con đông thì chưa có chữa 4 tháng, còn hai con ngoài tôi chưa cấy rồi đó. Là con hai con tông là chữa 4 tháng. Con bìa tông á. Là anh có khám chưa? Khám rồi. Nhà bác sĩ thú y khám rồi. Chắc ăn rồi. Rồi còn hai con này. Hai con này mới có hơn tháng à. Mới hơn tháng mà anh gieo bò gì? Gieo bữa giờ kêu cái chết cái kem quá. Bị nên ngang đây thì cái kem không có cái thứ như khác. Ủa chứ anh không có yêu cầu hả? Không, vô nó là đa số chuồng cái kem không cái kem thôi, nó biết ý mình cái kem. Là bác sĩ thú y gieo cái gì là anh không biết. Thì lỡ vô tao đây người ta gieo cái kem chứ, kem pháp á. Đây thì ở đây có bò thì sái tích nghiêm chỉnh ha. Bò này màu mè đẹp liền màu. Bò này có đốm giá gì không anh? Không. Rồi hai con này anh nói anh phối rồi, còn con này là chữa rồi. Chữa chắc. Bây giờ nói nhẹ nhẹ giá nghe thử. Hai con ngoài này 55 triệu. Hai con ngoài này 55 triệu. Là giá này là giá thiệt giá luôn. Thiệt giá luôn á. Là thì nói đúng ra là bò này là tàn này thì biết là một là sắp lên giống, hai là vô nọc rồi, vô tinh rồi. Dạ em nghe anh ơi. Hello anh thầy bên đây đang bò không? Dạ đúng rồi anh. Xin hỏi có bò nào tơ tư mà bò cái xin có khoảng mười mấy trở xuống không? Mười mấy triệu hả? Như là 17, 16 gì đó. Có thì bây giờ anh đợi một chút đi, em quay phim xong em điện thoại cho. Dạ. Đây của chú anh chị và các bạn thì bò này thì nó anh nói là phối rồi nha, hơn tháng nha. Rúng nè. Thấy dần rúng không? Đó, chân móng nè. Rúng. Vú nè. Bò thì liền màu ha. Bò này chích ngừa nay lâu anh? Chích nay gần 2 tháng rồi đó. Còn con này. Điện thoại ta. Dạ em nghe anh ơi. Alo. Mua cái cặp bò xin mà 26 triệu thứ bảy bắt ra được không? À cặp đó em mới bán xong rồi. Em bán gì trời Vinh nè. Dạ. Đây, bò này là thuộc về bò chữa. Con này chiều cao chắc tầm khoảng 1m3 trở lên á. Lưng hết biết dàn lưng. Dàn rúng. Móng. Giờ con này cộng thêm cái chữa thì anh bán nhiêu tiền? Giờ đó giá sát luôn, bán 33 triệu. 33 triệu. Bao chữa mấy tháng? 4 tháng. Bao chữa 4 tháng. Cái kem luôn á. Là bò này là về là nếu như bà bán được thì về nhà em chở đi 3 ngày sau người ta khám lại mới trả lời cho anh. Rồi. Còn hả, không có chữa thì chặn lại. Không có chữa cho bò khỏi giờ chạy về. Là không có chữa cho luôn con bò. Cho bò. Ồ chơi lớn. Đó là khám mà không có chữa là cho luôn con bò của chú anh chị bạn. Nói chung là anh chủ nhà này anh nói chuyện là
đứt đứt đoạn luôn á, không có chữa cho luôn, bò có trả tiền lại người ta không, không cố. Nó... cho bò trả tiền lại chứ ai biết đâu được, ông nói anh cho con bò mà anh có trả tiền lại không, trả tiền lại luôn khỏi cho gì. Rồi ok, ta nói rõ ràng vậy chứ, để nhiều khi người ta nói cho con bò mà có trả tiền lại không. Đó, con này thuộc về chữa tơ nha, tơ chưa đẻ lứa nào. À, rúng nè, hình ảnh nè, sái thì nghiêm chỉnh của chú anh chị của các bạn. À, sái thì nghiêm chỉnh nha. Đấy, thì bây giờ em sẽ cập nhật cái chiều cao. À, hình ảnh cho bà con ngay và liền luôn, chân móng nè. À, móng cũng đẹp ha, con nào móng cũng là móng sò hết. Sái thì nghiêm chỉnh hết ha, con này với con này, cặp này là, bây giờ cặp này là chưa bao ha. Nó mới có 1 tháng mấy chưa bao ha. Thì bây giờ tàu hồi cấp mình hết biết cấp mình không? À. Này không phải diêm da nổi cục nha, mấy thánh. Mấy thánh vô mấy thánh sôi lòi ra diêm da nổi cục chết luôn. Chết ngựa. Rồi. Có chỗ nó lạnh cho, không có. Nè cô chú anh chị các bạn. Rất đẹp ha. Chân móng nè. Nó hình ảnh thì cô chú anh chị bạn nào cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em nha, số điện thoại thì em để trên màn hình. Bò này anh nói phối rồi, một cặp này anh bán 55 triệu mà phối rồi nha. Chiều cao của hai con bò này, mấy con bò này là, để giờ em đo thử đi nè, quay né né mấy đây với mấy đây nó có hơi gì rồi, không đi. Được đẹp quá. Ừ, cầm cái máy quay chỉnh chỉnh lại. Mới vô nghề tới lẹ bỏ lì đó, nó giả hết rồi, giả ghê ha. Bò này chắc nó thứ ba bò tơ mà đứng đàng hoàng đấy. Con này là 1m27 cô chú anh chị các bạn, chiều cao 1m27 nha. Con này chiều cao nó 1m3 nè. Con này chắc 1m3 mấy luôn. Dạ. Đứng đàng hoàng lên. Con này chiều cao 1m33. Con này giá là 30 mấy nha. 33, 34. 33 phải không? 33 triệu. 33 triệu chứ chị Hoàng. Bao chữa 4 tháng nha. Tơ 33 triệu bao chữa 4 tháng. Ha. Còn con bên đây. Phối tinh hơn tháng. chưa bao được, tại vì chưa khám được, chưa thăm được thì chưa bao. Bò này rất răng chưa? Chưa có con nào rất răng chưa. À, rồi sao không nuôi nữa bán? Giờ con này học có tốn tiền bán chứ, là quyết định giờ là bán. Ai mua được con nào bán đó, bán được đâu bán mấy. Rồi lỡ như hai con này ta không mua cặp mà ta mua con, mua con bán con, mua con bán con. Con bên đây nhiêu tiền? Con bên đây 27, còn bên đây 28. Con bự bự thùng bên kia là 28, còn con này 27. Trời ok. Bò này thì chiều cao nó tầm này nè quý chị các bạn. Không phải là bò nhỏ con nha. Tơ mà cái tầm này mà cái giá này thì nó cũng hợp lệ thôi. Xin lỗi mọi người nghe điện thoại của cái anh khách nên cái dạ em nghe hả? Anh ai con một cái chứ còn không? Dạ em bán nãy giờ về Trà Vinh rồi anh. Rồi dạ thôi rồi, cảm ơn. Dạ rồi, dạ cảm ơn anh. Đó, cô chú anh chị các bạn nào mình cảm thấy mình ưng mình mua thì mình cứ liên hệ với em, cái số điện thoại em để trên màn hình nha. Ở đây thì có 3 con bò nữa. Nói chung là khách hàng ta điện bắt buộc phải nghe cô chú anh chị các bạn. Không, cái này người nhà, người nhà nên em không nghe. Chút gà gọi lại sao. Đó, thì 3 con bò này thì em báo giá rồi ha. Con này thì đang bao chữa 4 tháng, giá là 33 triệu. Còn với con này với con kia là hai con này thì nó đang phối tinh rồi, là được một tháng hơn tháng rồi đó. Thì cái này anh chủ nhà anh nói chắc là kem, chắc là kem, có nghĩa là anh chưa có chắc là con bò gì, tại vì anh nói là anh đi làm mà bác sĩ thú y vô chuột gieo cái gì, nói chung là không có biết chắc chắn. Nếu như mà nói lỡ mà sai á thì tội nghiệp cho em, còn mà nếu như mà mình không biết mà mình nói mình khẳng định á thì đâm ra là mình nói bậy đúng không.
Thì giá em cập nhật hết trơn nè ha, cả hình ảnh hồi nãy giờ cũng cập nhật kèm theo là chiều cao và những cái thông tin rồi. Thì bây giờ em xin kết thúc cái video ở đây và hẹn lại cho chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.